Dạ vườn mai chiếc chè bông, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, mấy hôm nay em có giới thiệu cho chúng ta cái lô mai tán thông á cả nhà. Thì các cái lô đó thì cơ bản tụi em đã bán hết rồi. Hôm nay em tiếp tục lên một cái lô mới gồm 10 cây, là lô 7 nhé cả nhà. Thì cái cây này bắt đầu từ cây mã 41 nha. Em tiếp nói về cho chúng ta dễ chọn mã số nó không bị nhầm nha cả nhà. Cây mã số 41. Vâng, một cây 41 này phải nói là thoát thân rất là thấp và cái tàn thông rất là đẹp luôn. Xoay một vòng cho khách xem luôn nha. Đó, cả nhà nhìn thấy cây y như vẽ luôn ha. Từ ở dưới lên như y như cây thông luôn, không bị trống chỗ nào hết nha cả nhà. Và cái thoát thân của nó rất là thấp nha. Rồi, cây này là cây mã 41, có hoành là 19. À, thoát thân này cả nhà, cao là 1m8 và ngang là 1m4. Cả nhà nhìn cái thoát thân cây nó rất là thấp. Cái này về chúng ta chơi Tết ha. Này là mai thuần chậu nha cả nhà. Chơi Tết xong rồi qua Tết chúng ta có thể trồng đất là ok luôn. Cành nhánh thì san sát luôn cả nhà. Đó, quá trời cành nhánh đặc kẹo hết trơn luôn nha. Nhìn không thấy cái thân luôn á cả nhà. Còn nụ thì nhiều lắm rồi ha. Nụ thì cái lô này thì khó phải chê nụ nha. Đấy, cả nhà nhìn thấy nụ nè. Nụ rất là nhiều nha. Đó, đây, lô này nụ phải nói là nhiều lắm luôn nha cả nhà. Yên tâm về phần nụ nha. Rồi cái chiều cao của nó là tới 1m8 ha. Đây nụ rồi cả nhà. Đó ha, lô này nụ phải nói là khỏi chê luôn. Nụ chi cành thì san sát luôn, nhìn không thấy cái thân luôn nha cả nhà. Rồi cây mã 41 nha. Cây mã 41 là một cây tán thông, cao 1m8 luôn, ngang 1m4, hoành là 19. Cây này em bán với giá là 2,1 triệu. Bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi và tiếp tục là cây mã số 42. Ồ, một cái cây thật sự rất là đẹp nha cả nhà. À, rồi còn đây là những bạn cùng lô đây. Cả nhà nhìn thấy nụ nè. Đó, bên vườn mai nhà em nụ nuôi là phải nói là rất là chắc nụ luôn. Cho nên cả nhà yên tâm về phần nút nụ nha. Và chi cành thì cũng rất là san sát luôn. Rồi, đây là một bạn 42 nha. Đó, cái cây này thì em nhìn thấy cái cành cốt nó cứng ngắt luôn cả nhà. Đó, xoay một vòng luôn nha. Rồi, cái này thích hợp cho chúng ta có một cái không viên nó không rộng lắm, nó cũng vừa ha cả nhà. Thì cây này là hoành 18, cao 1m6 và ngang là 1m4. Đó. Cây này thì em bán với giá chỉ có 1,6 triệu thôi cả nhà. Đó, nhưng mà cành cốt quá trời cứng cáp luôn nha. Ở đây cả nhà lá rất là to, nụ nè. Trời ơi cả nhà nhìn nụ nè, nụ to nè, nụ chắc nịch luôn á cả nhà. Đây nè ha. Nè. Đây nè cả nhà nhìn nè. Ồ quá trời luôn nha, quá trời đẹp luôn cả nhà. Đây, nụ nè. Đó ha, rồi. Rồi xoay một vòng luôn nha. Đó, cái này chi cành rất là cứng cáp luôn cả nhà. Nó cao là 1m6, hoành là 18, ngang là 1m4. Mà cây này giá chỉ có 1,6 triệu thôi cả nhà. 1,6 triệu mà bên em bao phí vận chuyển luôn thì giá rất là hữu nghị rồi ha cả nhà. Rồi tiếp tục là cây mã số 43. Đó, thì hiện tại bên em thì còn cũng khoảng vài trăm cây nha cả nhà. Cái này về thì chúng ta cũng có thể chơi Tết sau đó rồi trồng đất ha. Đó, loại này là loại thường chậu cho nên là cả nhà yên tâm về chất lượng nha. Rồi, nó hơi nghiêng bên nè. À, trời ơi, coi kìa cả nhà. Đó, rễ nó, để nó ăn ra ngoài luôn ha. Rồi, một cây tán thông y như vẽ nữa đây. Đó, một cây này cao vút luôn nha. Cây này cao tới 2m luôn. Ngang là, hoành là tới 24 luôn cả nhà. Ngang là 1m3. Đó, cây này quá tuyệt vời luôn nha. Rồi em sẽ cho chúng ta coi nha. Đây, thoát thân rất là hấp. Đó, bộ rễ nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi, hoành nó lớn nha. Cây này hoành tới 24 luôn á cả nhà. Cao là tới 2m luôn. Chi cành thì san sát, nụ thì quá trời luôn nha. Cả nhà yên tâm về phần nút nụ nè. Nè nụ nè cả nhà. Đó ha. Nụ rất là nhiều luôn. Hoa này thì là 6 đến 12 cánh nha. Đó, đây, thấp thân nè, chi cành nè, san sát luôn. Ôi còn nụ thì quá trời luôn nha cả nhà. Nút nụ thì nhiều lắm nha. Đây, nè cả nhà nhìn thấy ha. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, cây này nó có cái chiều cao là 20, hoành là 24, ngang là 1m3. Giá là 2 triệu nha cả nhà. Chỉ có 2 triệu thôi ha. Bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi, tiếp tục là cây mã số 44. Thì cái lô này em sẽ lên là 10 cây nha cả nhà. Bắt đầu từ cây 41. Trời ơi, cái cây này tuyệt vời luôn nha. Cái tán tròn do luôn nè. Rồi, cả nhà nhìn ha. Ghế nè. Đó, cả nhà nhìn thấy cây nó mạnh ghê không?
cái rễ mình ăn ra tới ngoài cát luôn rồi cả nhà. Đó, rồi trên luôn, không quay được luôn đó. Rồi cái cây này cành cốt cứng mập lù luôn nha, cây cành nè, ôi bự chà bá luôn ha. Rồi nụ thì khỏi phải chê nha, nụ thì khỏi phải chê cả nhà, nụ rất là nhiều ha, chi cành thì san sát luôn nè đó, cả nhà nhìn thấy ha, đó rất là đẹp luôn nha. Rồi cây này hoành là 19, cao là 2m, ngang đến 1,5m luôn cả nhà đó, xây một vòng luôn nha. Ồ cái tán kìa. Ồ rồi, nó ăn rễ không quay lượt luôn cả nhà. Đó, cả nhà nhìn cái tán nó dớt lên y như một cây đào luôn nha. Và cái tán nhìn rất là đẹp luôn nè, cả nhà nhìn thấy nè. Rồi, cây này là cây mã số 44. Rồi, cây này có giá là 2,5 triệu nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy tuyệt vời luôn ha. 2,5 triệu bên em sẽ bao phí vận chuyển nha. Rồi, tiếp tục là cây mã số 45. À, đây nè cả nhà. Đó, em bên em hiện tại rất là nhiều, cao tầm từ 1,2m trở lên ha. Đó, có cây thì 2m mấy, có cây 2m nè. Nụ nè cả nhà nhìn thấy nè, nụ rất là dữ luôn nha, nụ rất là dữ luôn cả nhà. Lô này phải nói là nụ rất là nhiều luôn ha. Rồi tiếp tục là cây mã số 44 nha. 45. Cây này hoành là 18 cả nhà. Đó, đây một cái tán thông cực đẹp nữa nha. Đó, em sẽ quay đây. Đó, hoành là 18, cao là 1,9m, ngang là 1,3m. Cả nhà nhìn thấy cây rất là tuyệt vời nha. Đó, xoay một vòng cho khách xem luôn nè. Đó, rất là tuyệt vời nha cả nhà. Cây tròn do tán thông rất là đẹp nha. Gòn chi cành thì khỏi phải chơi, nụ coi nè. Nụ nè cả nhà, dữ lắm, nhiều nụ luôn nha. Nụ quá trời luôn á cả nhà. Đây, rồi xoay một vòng luôn nha. Trời ơi, con nụ nè cả nhà, quá tí luôn nha. Lô cây này phải nói là nụ chắc thịt luôn nha cả nhà. Rồi, cây này là cây mã số 45. Rồi giá là 2,3 triệu, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nha. Đó, xoay một vòng luôn, giá 2,3 triệu. Rồi tiếp tục là cây mã số 46 cả nhà. Nói chung là với cái số tiền tầm khoảng 1,5 triệu đến 2,5 triệu mà có những cái cây mai Tết chứ nó nở rực rực nhà luôn cả nhà. Nó mang lại sự may mắn cho chúng ta ha. Dướng dây. Rồi, tiếp tục là một cây tán thông nữa. À, cây một cây tán thông giót nha. Rồi cây này nó có hoành là 18, cao là 1,7m và ngang là 1,5m nha. Đó, cây rất là đẹp nha cả nhà, nhìn cái tàn nè. Xoay một vòng cho chúng ta xem luôn nha, quá trời đã luôn, chi cành thì san sát luôn nha. Đây là cái bộ rễ đây à, cả nhà ha. Củ nở nha cả nhà, củ nở, cành cốt thì rất là mập luôn nha. Nó cả nhà nhìn nè, cành cốt, cành nhánh ha. Còn nụ thì cũng rất là nhiều, cho nên cả nhà yên tâm về phần nút nụ nha. Nút nụ thì khỏi phải chê rồi ha. Đây cả nhà, nè, nút nụ nè, rất là nhiều luôn nha. Rồi, cây này thì em bán với giá là 2,3 triệu nha. 2,3 triệu thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nha cả nhà. Đó. Cây mã 46 này giá 2,3 triệu nha. Rồi, tiếp tục là cây mã số 47. Ginh cây này đi cho nó rộng nè. Ê, quay nó bị án cái cây này nè. Ô cái này ấy à hả? Vậy thì lùa cái này qua đây. Lôi qua đi. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Đó, cả nhà. Đó, bên em thì sỉ lẻ đều có nha. Những khách nào ở trong các tỉnh miền Tây mà lấy tầm khoảng 4 cây thì bên em sẽ đi xe tải ha. Còn nếu mà ấy thì bên em sẽ ship vào đường bưu điện nha cả nhà. Rồi, cây mã số 47 nha. Cây mã số 47 là một cây tàn thông lùng lực rất là dễ thương luôn đây. À, cây mã số 47 này nó có cái hoành là hoành nhiêu chứ? Hoành 18. Cao 1,6m, ngang 1,3m. Cao là 1,6m và ngang là 1,3m. Đó, cả nhà nhìn cây tán thông rất là đẹp luôn, giá chỉ có 2,2 triệu thôi. Bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta đến nơi luôn nha. Rồi còn phần nút nụ đây cả nhà. Cả nhà ơi, nút nụ dữ lắm luôn nha. Đó. Cây nào bên em cũng nụ rất là nhiều cho nên cả nhà yên tâm về phần nút nụ nha. Rồi, cây này là giá 2,3 triệu nha. Bên em sẽ 2,2 triệu hả? 2,2 triệu, bên em sẽ bao phí vận chuyển. Một cái cây cực kỳ đẹp nha cả nhà. Rồi, tiếp tục cây tiếp theo. Rồi, tiếp tục là cây mã số 48. Tới 50 đúng không? Rồi, cây mã số 48 nha cả nhà. Trời ơi, một cái cây gì mà tròn do như chữ O vậy đây.
Ồ quá trời, cây tròn vo như chữ O luôn nha. Hoành lớn nha, củ đẹp luôn. Hoành là 21, nó cao 1,2 nhưng mà nó ngang tới 1,3 cả nhà, cho nên là nhìn nó tròn vo luôn ha. Rồi, cái này bộ đế đẹp nha. Đó, củ hoành to nè, hoành to đế đẹp, củ nở chi cành thì cứng cáp ha. Rồi, cao 1,2 ngang 1,3. Ồ cây này quá tuyệt vời luôn cả nhà. Đó, cây này giá 2 triệu nha. 2 triệu bên em sẽ bao phí vận chuyển cho nhau cả nhà luôn ha. Đó, một cây lùng lực rất là đẹp luôn nha. Rồi, rồi tiếp tục là cây mã số 49. Ồ cây này quá đẹp, tròn vo như chữ O luôn. Rồi tiếp tục là cây mã số 49 nha cả nhà. Ở đây thì hãy liên hệ em qua số điện thoại là 0397142252 hoặc có số điện thoại là 0947873959 nha cả nhà. Thì bên em sẽ có cái Zalo hai số đó luôn nha. Rồi. Cây mã số 49 nha. Bảo số 49. Hoành là 20, cao là 1,7 và ngang là 1,5 cả nhà. Đó là một cái cây tán thông cực đẹp luôn nha. Cây này nút nụ thì khỏi phải chơi luôn cả nhà. Đây ha, nút nụ nè. Đó, phần nút nụ thì nhiều lắm nên là cái lô này thì cả nhà khỏi phải sợ về phần nút nụ nha. Rồi xoay một vòng luôn nha. Xoay một vòng luôn. Cây mã số 49, hoành 20, cao 1,7 ngang 1,5, giá chỉ có 1 triệu 9 thôi nha. 1 triệu 9 thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Rồi tiếp tục là cây cuối cùng của clip lô số 7 ngày hôm nay, chính là cây mã số 50. Rồi, alo cho em nhé cả nhà. Ở Tết chúng ta trưng mai thì nó mang lại sự may mắn trong gia đình ha. Hãy alo cho em nha. Mặc dù trong cái mùa dịch bệnh nhưng mà Tết chúng ta cũng phải có cái hương sắc mai trong nhà ha cả nhà, để mang lại sự may mắn phồn vinh. Rồi, cây mã số 50. Cây này hoành lớn nha. Hoành nó tới 22 luôn. Cao 1,4 và ngang 1,2, một cây lùng lực tròn vo luôn cả nhà. Tròn vo y như chữ O luôn ha. Đó, cành cốt cả nhà nhìn thấy ha. Rồi, cây này á thì đây, củ nở cả nhà. Củ nở, củ to, cành to chà bá luôn ha. Nút nụ thì khỏi phải chê nha. Nút nụ thì cây này nụ nhiều lắm. Cây nào bên em thì cũng có nụ hết trơn rồi nha cả nhà. Đó, ha, đây nè. Cả nhà nhìn nụ nè. Ha, đó. Nhìn nụ quá cả nhà. Rồi, cây mã số 50 này em bán với giá chỉ có 2 triệu thôi nha cả nhà. 2 triệu bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Một cái cây tròn vo luôn cả nhà, rất là đẹp luôn ha. Rồi, giá 2 triệu bên em sẽ bao ship nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến video của Vườn Mai Chết Chè Bông. Nếu thích xin hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh. Và hãy alo cho em nhé cả nhà. Xin cảm ơn ạ.